Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với tựa game là Dragon City. Mình là Thanh Ezzy đây, và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Thì chúng ta sẽ cập nhật cái tình hình, đó chính là cuộc đua Ray. Hiện tại thì mình đang đứng thứ hai, thanh niên Việt Nam này đua kinh khủng thật. Ở hiện tại thanh niên đó đã lên được cái lát thứ 8 rồi. Mình đang cố gắng theo sau, không biết có thể là giành vị trí nhất không. Chỉ còn thời gian là một ngày nữa thôi. Và hiện tại mình đang là lát thứ 7. Mình sẽ tiếp tục làm một cái nhiệm vụ là hatching trứng. Nhiệm vụ này rất là khó, mình làm nửa tiếng được 3 cái bông hoa. Chắc là mình sẽ dùng game để skip. Nhưng mà thay vì dùng game skip thì mình sẽ dùng để nở luôn con Manwalk này đi. Đằng nào cũng tốn game đúng không? Dùng luôn. Và chúng ta sẽ cho con Manwalk này ra một cái môi trường ở đây. Chúng ta sẽ kéo nó gần xuống dưới như thế này trước này. Và cho Manwalk vào trong một cái môi trường ánh sáng. Vào đây nào. Đây chính là con Manwalk, con rồng đi bộ trên mặt trăng. Con này thì nó sẽ cần thiết cho cái nhiệm vụ của chúng ta đấy. Những con xịn kiểu gì cũng sẽ được thêm một cái ấy luôn kìa. Một cái bông hoa luôn. Đây là Manwalk nha. 600 điểm coin luôn. Không phải nói nhiều nha. 600 điểm coin đấy. Và mình sẽ vào cho nó ăn lên. Con này đẹp thế nhỉ? Mình bắt đầu thích con này đấy. Ấy chạy đi bộ. Đang đi bộ trên mặt trăng. Yeah. Dây lên này. Yeah. Cái này phải có cắm cờ nữa mới giống như kiểu là khám thám hiểm mặt trăng ấy. Cắm cờ ở Việt Nam lên trên đó. Giờ mình sẽ cho nó ăn lên. Cấp 4 này. Cấp 5. Cho cấp 6. Cấp 7 mới tiến hóa được dạng 2. Đây chính là nó sẽ to hơn một chút và vẫn cái động tác đi bộ và giơ tay. Yeah. Thật sự là không có gì nổi trội cho lắm nhỉ. Mình đã xong cái nhiệm vụ này rồi và mình đang bắt đầu sang một cái nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ lấy con bọ và mình sẽ cho nó lên cấp 15 luôn nhá. Con này là rồi, chúng ta đi bộ và vẫn là yeah. Không có gì nhiều. Mình sẽ tên nó là gì đây? Rồng đi bộ thì nghe nó ấy lắm. Mặt trăng. Hay là cái gì đây? Phi hành gia. Chúng ta tên là phi hành gia nha. Thì anh em nào có tên hay hơn thì kể comment ngay xuống phía dưới. Phi hành gia. Đây, phi hành gia. Để luôn đây. Mình sẽ xem xét cái nhiệm vụ của chúng ta đang làm là cái gì. Ở đây thì nếu mà chúng ta hoàn thành trong vòng 3 giờ 53 phút nữa, mình sẽ được thưởng nhân 3 cái món quà. Mà anh em biết nhân 3 như thế nào không? Món quà của lab 7, lab 8 chúng ta sẽ là 400.000 thức ăn. Nhân với 3 tương đương với 1,2m thức ăn đó. Quá là nhiều để giúp chúng ta có thể lên cấp được. Nên mình sẽ cố gắng làm trong vòng 3 giờ nha. Mình sẽ đi làm cái gì tiếp theo đây? Mình sẽ lấy gold. Lấy đủ gold thì thôi. Lấy đủ 26 cục gold là chúng ta sẽ xong được cái nhiệm vụ thứ hai. Nhiệm vụ thứ hai là khá là dễ, nó không khó như cái nhiệm vụ đầu tiên. Nhiệm vụ đầu tiên đánh hộc mặt ra mới có thể là xong được. Và phải dùng mất 6 game. Chẳng nào thì mình cũng định là chiều nay là test cho anh em xem con Manwalk mà. Nên chúng ta cố gắng làm đến tầm như thế là được rồi. Chúng ta sẽ lấy thêm một viên game này để bù lại cho những game mà chúng ta mất. Chúng ta sẽ... Ok, hình như đủ rồi. Đủ chưa ta? Đủ rồi. Bây giờ tiếp tục là hatching cũng như là breeding. Ôi trời ơi, tôi ghét cái nhiệm vụ này. Thật sự là rất rất ghét luôn đấy. Bây giờ bán những cái con này đi luôn này, để cho nó rộng chỗ ra. Và mình sẽ bắt đầu sinh sản lại những con rồng hệ Terra với nhau. Cái nhiệm vụ này sẽ tốn của chúng ta rất rất nhiều thời gian đây. Chúng ta tranh thủ thôi. Mình sẽ tranh thủ làm những cái thứ khác và cũng làm cái này luôn. Chúng ta sẽ breeding tiếp tục này. Chúng ta sẽ cho 3 chuồng hoạt động hết công suất đi. Làm liên tục. Cái này nó không lưu vào nhờ. Rõ ràng là chúng ta có lưu cái hình như mình bán. Mình hiểu tại sao nó không lưu rồi. Tại vì mình bán bớt những con rồng kia đi rồi, nên nó sẽ không lưu vào được. Chúng ta cho nó ăn lên. Bắt buộc phải cho nó ăn lên cấp 4. Cho nó ăn lên cấp 4 thì nó mới có thể sinh sản được. Chúng ta sẽ sinh sản 2 con Terra với nhau. Bây giờ mình sẽ không bán những con cấp 4 trở lên nha. Để mà sinh sản, để nó nhớ lại. Một này. Và thêm một bé Terra nữa. Mình đã bao giờ bực mình với cái nhiệm vụ rồi đấy. Nó lâu một cách kinh khủng luôn. Cái này chắc là mình sẽ cần phải làm trong vòng thời gian rất là dài đây. Được rồi, mình có tất cả 5 chỗ trống cơ, nên chúng ta có thể là được một quả rồi. Hiện tại được một quả rồi.
Quả thứ hai. Đó. Quả thứ ba. Ba quả mà không được bất kỳ một cái cành cây nào. Tiếp tục là Ribris. Tốc độ cực nhanh. Quả thứ ba rồi. Quả thứ tư này. Đủ 5 quả cái mình sẽ cho cái kia ra ngoài luôn. Quả thứ tư. Và đây là sẽ quả thứ năm. Không được bất kỳ một cành cây nào luôn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu là cho sang cái chuồng bên này. Một con. Hai con. Còn con thứ ba. Ba con. Không hề được bất kỳ một cái gì luôn anh em ạ. Mắc đe đuổi luôn. Chúng ta bắt đầu là bán hết những con Terra này đi. Không cần thiết nữa. Ở đây ta sẽ có hai con. Bắt đầu bán đi nốt đi. Rồi đã xong. Ribris. Tiếp tục. Ở đây thì mới cho được hai con, cho được ba con đấy. Mình sẽ cứ sinh sản thôi. Chứ bây giờ mà skip qua thì nó tốn rất là nhiều game. Nếu mà skip thì mình sẽ skip bước cuối cùng. Thế thôi. Còn đâu thì phải tự cày, tự mà sinh sản nhau. Breeding, cố gắng nào. Thanh niên kia không biết là có hack hay là gì không mà đua nhanh thế nhở. Nhanh một cách bất thường. Chúng ta sẽ cho nó vào đây luôn. Terra. Một con này. Bông hoa đâu rồi? Hai con. Vẫn không được bông hoa nào luôn. Con thứ ba. Và đây là con thứ tư luôn rồi. Và dĩ nhiên là sẽ không được bông hoa nào. Mình thì thấy là một cái tương lai là tươi sáng. À đây là ảm đạm rồi đây. Tiếp tục là Reverse. Thôi cái này phải kiên trì thôi. Không có cái nào khác là phải kiên trì. Chúng ta sẽ cứ để tạm đây nha. Và mình sẽ chuyển sang một số cái nhiệm vụ khác. Mình còn khá nhiều nhiệm vụ cần làm trong này. Để mình xem tình hình cái hòm của team là chúng ta level mấy rồi. Rồi tạm thời thế đã. Bắt đầu bán bớt những con này đi. Đợi chờ một cái mẻ rồng mới vào nữa là xong. Ở đây có hai con. À 5 con. 3 con chứ. Đây sẽ đủ 5 con này. Và hy vọng trong 5 con này sẽ ra được bông hoa. Chúng ta phải làm 5 lần như thế thì mới xong được nhiệm vụ này. Trong vòng 3 tiếng nữa nhá. Cố gắng làm để nó nhân 3 phần thưởng. Không được thì hơi đáng tiếc đấy. Nhân 3 là được 1.2M là thoa hồi cho con Yggdrasil đến cấp 30. Hiện tại thì bây giờ vẫn chưa đủ 749. Mình cần là 800 bao nhiêu cơ. Mới đủ cơ. Ok, chúng ta đã xong cái này. Và bây giờ sẽ bắt đầu vào cái gì bây giờ. Chúng ta sẽ lấy vàng. Chúng ta sẽ làm thêm một số cái nhiệm vụ ở đây. À, mình sẽ đi nốt cái Temporary Quest. Lại có Thao Coin này. Chúng ta có con này rồi. Và mới có thể đánh những cái nhiệm vụ ở đây được luôn này. Quá ngon. Ở để mình xem mà chúng ta có cần làm cái nhiệm vụ. Có một cái nhiệm vụ mình sợ là cần phải làm cái nhiệm vụ đánh quét thì sao. Mà thôi kệ, không vấn đề gì. Mình sẽ đánh cái này luôn để lấy cái mảnh của con Rustler. Con này nó quan trọng hơn rất là nhiều. Đệ tử của con gì nhỉ. Con Legend. Con gì, Dracon Dragon. Mình sẽ tiếp tục luyện cho Yggdrasil. Và thêm con bất kỳ. Đánh nhau thôi, tiến lên nào. Còn Màn Quắc này chờ đợi mãi đây. Chờ đợi quá lâu rồi. Chúng ta mới có con này. Chúng ta sẽ đổi sang con rồng của chúng ta là Yggdrasil. Để cân cái team này luôn. Nhanh chóng thôi. Ok. Vào đây chúng ta sẽ dùng chiêu đầu tiên luôn. Còn tiếp theo là một con người lùn. Cái này là cái tượng người lùn ở hai vườn ấy. Sân vườn của những người nước ngoài cơ. Của bên thế giới thì mới có, thì Việt Nam không có cái đấy. Mình sẽ thêm 10 cục shell nữa. 10 cục op, không phải shell. Và chúng ta sẽ tiếp tục dùng con phi hành gia. Cho vào đây. Yggdrasil cần luyện. Đâu rồi, Yggdrasil cấp 29 cơ, phía trên. Chúng ta chỉ cần luyện một con thôi. Cho con kia vào thì nó cũng không thể luyện được. Tại vì Yggdrasil đã đánh tất cả xong rồi. Đổi rồng. Yggdrasil lên nào. 13.000 máu à. Một con rồng rắn à. Con rắn. Rắn 4 sừng. Và một con Nature 7.000 máu này. Chưa đầu tiên luôn. Lên. 14.000 máu. Xong. Chúng ta chiến thắng. Lấy game thì cứ lấy luôn đi. Lấy coin, lấy game. Tất cả thứ. Làm được cái gì thì ta cứ làm luôn đi.
vẫn là Igor Drasil ở hai con hậu vệ. Điều có đủ thức ăn là ta cho lên luôn đấy. Nó cần khoảng 900, khoảng một gần một m thức ăn nữa. Thôi đợi thôi. Cho sẽ đợi để làm xong cái cuộc đua Ray kia, hy vọng là sẽ được nhất. Cố gắng trong tối nay mình sẽ vượt qua thanh niên kia xem thế nào. Chúng ta ít nhất phải đến được những cái nhiệm vụ thời gian hồi. Có thể mình sẽ bỏ qua một chút game. 2.5m đấy, không hề ít đâu. Chúng ta đánh này luôn. Ở đây có Gold Quest, trong này nó sẽ chứa gold này, mỏ vàng luôn. Vàng đối với mình thì nó cũng không quan trọng nữa bây giờ rồi. Bây giờ chúng ta khá vàng rồi. Thức ăn là cái quan trọng nhất. Vì cho này ăn nó quá tốn kém. Một con rồng, đây là rồng quản gia hay là rồng quan lại của Trung Quốc thì đúng hơn đấy. Con này thì sao? Con này thì bình thường, có gì đâu. Phải có lửa hoặc là băng. Còn không thì tắt điện nha. Bất kể chiều nào. Chúng ta đánh xong được các cái phần quét đây rồi. Kiếm thêm các cái điểm rồi. Quay trở ra nào. Chúng ta đã có 5 con ở đây. Và mình đã bán sạch chưa? Rồi bán sạch, bây giờ cho vào. Con đầu tiên, bông hoa nào. Một con không được. Con thứ hai, không được luôn. Hình như nó fix lại cái này rồi nên rất là khó, tỷ lệ ra rất là thấp. Con thứ ba, con thứ tư và con thứ năm cũng không được luôn. Con thứ năm thì phải đưa lên cái chuồng này à. Chúng ta sẽ bán thêm một con Terra đi và cho thêm một con Terra ở đây vào luôn. Cho vào luôn. Vẫn không được bất kỳ một cái gì. Khó nhờ, nhiệm vụ này công nhận là khó. Thế mà sao anh thanh niên kia đi nhanh thế? Rebris nào, hay là mình đen đuổi ta? Lần trước là chúng ta sinh sản cái này nó nhanh lắm mà. Bây giờ sao lâu ấy nhỉ? Chắc nó fix lại rồi. Tỷ lệ dai lai ra cực kỳ thấp. Ok man, chúng ta sẽ vào trong cái Ancient World, cái thế giới cổ xưa rồi. Tôi biết nghe ấn nhầm mà. Hiện tại thì mình đang ở cái lab 7 và chúng ta đang ở cái nốt 2. Sẽ ăn nốt 3 chứ. Chúng ta chỉ có thể hatching được 6 con full này và breeding là 5 con. 5 con nhưng mà chỉ được có 4 con thôi, phải không, đợi 20 phút nữa để breeding lần cuối. Đây rồi, mình sẽ quay trở ra khỏi cái thế giới này, nó hơi lâu một chút anh em thông cảm nha. Chúng ta đợi một chút vậy để chúng ta sẽ tiến sang được cái mình có thể làm thêm được các cái nhiệm vụ tiếp theo. Được rồi, chúng ta sẽ tắt bớt cái web đi cho đỡ lag. Quay trở lại với thế giới Durant City thôi. Anh em nếu mà xem video rồi thì có thể là tua qua cái đoạn này. Tệ vãi chưởng. Nó cần phải load cả map nữa cơ. Tại vì bây giờ hiện tại là nếu mà cái gọi là cái hòn đảo mình mà không nhiều rồng như thế này nó cũng không đến nỗi lag như này đâu. Và mình chơi trên giả lập nữa. Nó nhiều rồng quá, hơn 300 con rồng, nó cứ không kịp để xử lý cái hình ảnh này. Đây rồi, quay trở lại rồi, cũng may quá. Được ấn vào cái kia là được. Đen đủi thật. 3 con rồi, 4 con rồi và 5 con rồi, không hề được bất kỳ một cái gọi là bông hoa hay là cái gì cả, hay là cành cây nào cả, không bất kỳ cái nào luôn. Chúng ta sẽ tiếp tục ấn nhẹ nhàng từ từ như này thôi, không mất thời gian đấy. Chúng ta bắt đầu là bỏ đi những con Terra trong này luôn này, mình sẽ không cần con này. 50 vàng, con này nữa bán đi. Phía dưới sẽ là 2 con nữa, bán nốt đi thôi, không để làm gì cả. Rồi bắt đầu cho 5 con này vào nhá. Hy vọng sẽ được thêm một bông hoa nào. Chúng ta cần bông hoa đầu tiên. Cái gì đây? Cái gì đây? Thế tại thế quái nào mình sẽ vào cái trung tâm trợ giúp gì đây? Ấn nhầm. Hình như mình được một bông hoa thì phải, đúng không nhỉ? Vẫn chưa được cái nào. Khó. Khó nhỉ. Đấy kiểu gì đây?
chúng ta sẽ tiếp tục cho Terra. Còn 3 con nữa. Cố gắng nào. Ôi trời. Ui, 5 con mà không được bất kỳ một cái bông hoa này anh em này. Đen đủi chưa? Tiếp tục là cho Terra vào đây luôn. Đấy, không được. 1 này, 2 này, đấy, bây giờ sẽ được một cành cây đầu tiên. Có thể bây giờ sẽ may mắn hơn rồi. Ít ra sẽ được một cành cây. Chúng ta sẽ tiếp tục là Rebris 3 con với nhau. Rồi chúng ta sẽ quay lại với trong cái tòa đấy, gọi là cái tàu vũ trụ, để mình sẽ đi xuống dưới lấy thêm các coin, các game, các thứ nữa. Bây giờ mình lấy được con man walk rồi thì mình sẽ đi bất kỳ chỗ nào mình thích được. Chúng ta sẽ có thể xuống lấy game này. Ở kia có coin kìa. Ấy chà chà, bây giờ xuống kiểu gì đây? Con man rock có lấy không? Còn có 1 tiếng thôi. Tranh thủ lấy cái gì thì lấy thôi. Bên này có coin này. Bên này có game này. Bây giờ đi là tốn kém phết đấy. Nào, nếu được 2 ô thì mình sẽ vào được cái phần coin. Dĩ nhiên rồi. Chúng ta đi xuống dưới luôn. Để thêm 450 nữa và mình sẽ được đi xuống dưới nào cho nhanh nhất nào. 1 điểm, tốt. Và mình sẽ sang bên này luôn. Lấy thêm. Rồi. Bây giờ mình đang ở đâu đây? Ôi. Chúng ta nhảy một phát rồi xuống dưới tận đây kìa. What? Ở đây có mảnh legend anh em ạ. Và chỗ này nó chỉ có 80 đồng thôi. Khá nhanh. Cho được thi thêm 2 ô. 2 ô sau bên này. Và mình có thể xuống dưới luôn này. Nếu đi cái đường này. Không biết là sẽ đi đâu đây. Xuống luôn. Đó, cho xuống cái chỗ VR. Ở đây có cái gì không? Có đường xuống không? Có đường xuống đây. Ở đây coi này, VR chính là con này đúng không? Đúng, chính xác vậy. VR này, đúng là nơi mình cần tìm mảnh VR ấy rồi. Đây là của con Manrock nhá. Chúng ta sẽ đi cái điểm này thì nó khá là ít. 2 điểm à. 2 điểm là ta sẽ được thêm cái của VR luôn. Manrock sẽ đạt được 2/5. Bên xuống là mảnh VR này, xuống dưới là mảnh VR này, xuống dưới này là mảnh VR nữa là đủ. Còn thiếu 3 mảnh nữa. Xem nào, để ta có quay được vào cái ô kia không. 2 điểm. 2 điểm. 2 điểm thì làm sao mà ra được. VR nó ở giữa. Đi kiểu gì thì đi thôi. Đèn thế nhở. Bây giờ đi kiểu gì đây? Sang trái hay sang phải? 1 điểm, tốt. Và mình sẽ được thêm coin. 600 coin, cũng tốt rồi. Xuống dưới đây lấy 2 cái cục coin nữa là xong. 3, 1, 2, 3. Ok. Trời, lại quay trở lại đây lấy cục off à? Bó tay nhỉ. Double electric. Mình cần 1 điểm để xuống phía dưới. 1 điểm này. Chúng ta sẽ có thêm 1 điểm đây nữa mà mình sẽ đầu xuống phía dưới luôn. Chúng ta sẽ đi được xuống dưới này. 3 cái này ra sẽ lấy được cái mảnh VR nha. Chúng ta sẽ tiếp tục đi thôi. Ở đây thì mình sẽ đi xuống phía dưới nhở. Hay là chúng ta sẽ sang bên tay trái hay tay phải đây. Mỗi bên nó sẽ cho mình khoảng là 600 điểm đấy. Chắc là mình sẽ đi sang 1, 2, 3, 4, 5 4 thôi, 4 ô thôi. Hy vọng ta sẽ đi sang được. Và hoàn toàn mình có thể lấy được cái con Manrock anh em ạ. 3, đừng có thế chứ. Chúng ta sẽ đi sang bên này trước. Bên này trước đã. Rồi, lấy thêm được 26, mình cần 2 điểm để có thể vào đây. 2 điểm thôi, cần 2 điểm thôi, đừng có 3 được. Lúc cần thì nó không cho mình, thề luôn đấy. Hay mình sang bên này được không? Nhưng mình đi xong này thì nó không cho mình quay trở lại thì sao? Sợ thế mất. Chúng ta là phải đi lên rồi.
Mình cần một điểm anh em ạ. Chưa cần một điểm. Một điểm thôi. Ôi trời ơi. 1, 2, 3. Đi đường vòng à. Thế là cuối cùng mình đi đường vòng rồi. Chết toi. Bây giờ đi kiểu gì bây giờ. 1, 2, 3. Cho đi xuống dưới này. 2, 3. Mình cần 2 điểm thôi. Giờ này mà không quay vào được ô 2 điểm là chúng ta sẽ là phải đi lại đấy. Mệt lắm ấy. Ôi trời. 1 điểm. Đùa luôn đấy. Nhưng mà thật ra thì mình nên đi xuống không? Nên đi xuống luôn không? Hay là chúng ta cố đấm ăn xôi để lấy cái này ta? 155 điểm để có thể đi được thêm một ô nữa anh em ạ. Có vẻ khó. Cái này đến final lap rồi. Và chúng ta không biết là lấy được cái con man rock không? Hy vọng là ta sẽ lấy được con man rock nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vào trong cái phần đấu trường để đánh lấy thêm cái hòm cái. Cái hòm chúng ta sắp được rồi đây. Nhưng mà để là gặp những cái team nó khỏe quá. 40, bây giờ toàn là 40 trở lên thôi. Không bao giờ có yếu cả. Đây là mức rank tối đa rồi. Mình sẽ thay đổi team một chút. Mình sẽ dùng những con yếu để có thể là skip qua được. Và mình sẽ cần một trận thắng nữa để mình lấy cái hòm thôi. Xong rồi tính sau. Đó, ok. Đây là sẽ có 3 con. Và một số bạn bảo ấn cái X này thì nó sẽ thắng luôn à. Đây, đúng không? Quyết luôn đúng không? Quyết luôn là mình sẽ được xử thua luôn, đỡ phải đánh. Nhanh gọn nhẹ và mình có thể là đổi luôn này. Có một hai Amuka, có một con Sky King. Có mỗi con này là khỏe nhất họ thôi. Vấn đề là chúng ta sẽ cần hệ gọi là chúng ta cần phải có con primer này, phải có hệ đất này thì mới khắc hệ được cái con kia. Chúng ta cố gắng nhá. Đây này. Đây này. Con Amuka nó sẽ không thể khắc chế được mình đâu. Nào, tiến lên nào để tiêu diệt. Uầy, boulder cấp 30. Không hề đơn giản để có thể tiêu diệt nó đâu nha anh em. Bóng tối à. Được, chiến đấu đi. Đánh hết mình luôn. 30 real 30. Hoặc mình sẽ đổi. Chúng ta nên đổi. Con này cũng sẽ có chiêu khắc hệ. Và chúng ta sẽ đánh nó luôn. Lên nào, tinh tinh. Chết luôn. Hay. Con này thì sao, nó có băng giá. Chết tôi rồi. Vấn đề là rất vấn đề đây. Chết đi em, một chiêu thôi. Để con level 40, 72.000 máu. Khỏe nhờ. Cố lên nào, tiến lên, 32.000. Ái chà chà, có thể là mình sẽ phải chết. Nó đánh mình mất khoảng 23.000 máu thôi. 40 đầu với 30. Nhưng mình khắc hệ nó. Hay ở chỗ đấy đấy. Amuka Dragon này, chết. Hay, cái này hay. Chúng ta liều đánh trận đấy đấy. Và chúng ta sẽ được collect thêm một cái hòm. Tưởng 40 là khỏe em. Chúng ta sẽ được những cái mảnh gì đây? Rất là hồi hộp. Trong này sẽ có Cosmo Obsidian, Ác Mộng, Permafrost, Butler. Ủa ôi, những con này mình đều có rồi. Mình đâu cần con này chứ. Trời ơi. 30, 36 và 30. Bây giờ là không có cái yếu nữa rồi. Toàn quái vật trở lên thôi. 40, 31 và 36. Xong xác định rồi. Xác định luôn rồi. Demonic. À chà chà, mình có thể khắc chế được này. Con này thì nó sẽ khắc chế bởi chiêu nước. Nhưng mà con này thì lại khắc chế bởi con gì đây? Một trận chiến đấu như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể bị chết. Demonic thì nó là legend. Hoàn toàn có thể đánh được, nhưng mà vấn đề là chúng ta cũng có thể là sẽ chết cả team, chết cả hai con. Rồi mình sẽ đổi sang con này và hy vọng là cho sẽ có thể skip ra được một cái team nó yếu hơn ba con này đúng không? Nhanh thôi. Chúng ta sẽ ấn X ở đây luôn này. Ra luôn, thắng luôn. Khỏi cần đánh nhiều. Đấy rồi, chúng ta sẽ tìm được một team vừa sức của chúng ta. Và chúng ta sẽ sử dụng chúng luôn. Và ngay. Hai con, ba con Heroic. Con Yggdrasil cần phải lên cấp 30 và cần phải luyện thêm nữa. Chiến đấu thôi. Titan Rush cấp 25 thì mình cũng không sợ cho lắm. Face Grand này, đánh nhau đi. Lên nào. Con Swang. Swang nó hệ đất. Và mình có hệ Terra. À nó hệ đất mà mình có hệ chiến binh đây. Và nó cũng có chiêu khắc hệ chế mình luôn kìa. Khó chịu phết nhờ. Hai Amuka Dragon. Con này thì cấp 30. Sẽ đối đầu với Monkey D. Luffy. Hai con quyền thế đây. Và chúng ta dùng ánh sáng tiêu diệt Amuka. Một con dùng đấm, nắm đấm. Boxing, còn một con thì dùng karate, đá bằng chân.
chân tay các kiểu kết hợp với nhau. Chúng ta sẽ có thêm một trận thắng đầu tay nữa này. Và chúng ta sẽ gặp một cái team rất rất ngon luôn. Chà, Gobin. Chứ con này hoàn toàn mình có thể là tiêu diệt được cực nhanh luôn. Con này có bị con nào khắc hệ không? Không hề có con nào cả. Chúng ta sẽ dùng Skeleton King để tiêu diệt con gì, High Titan đúng không? Con này thì mình chưa có này. Mình có khá nhiều con rồng mình chưa có luôn. Ok, đáng lẽ mình nên cho một con đi luyện, cho Amukha đi luyện, tại vì bọn này nó khá là yếu. Mấy con này thì một vả chết này. Hoặc là cho con Eager Drasil đi luyện có vị hay hơn không? 17.000 Anvin lên 21.000. Ấy chà chà, 2.100 chứ không phải 21.000 nha. Và chúng ta đã tiêu diệt được. Và mình còn một trận cuối cùng ở đây nữa này. 36, 2 Titan, 2 Tension. Lại gặp lại những cái bọn khỏe thôi, không chạy đâu được. Đánh hết yếu thì sẽ gặp lại bọn khỏe. Toàn là hàng quái vật ở đây rồi. Ok, chúng ta xem cái hòm của team của mình sẽ được cái hòm level mấy rồi. Và chúng ta rất là vui mừng khi mà mình đã tuyển được một thành viên mới này, cũng như là cái hòm của chúng ta đặt level 5. Chúng ta còn cách còn một ngày nữa cơ. Một ngày 4 giờ để nhận cái hòm. Thoải mái đi. Hiện tại thì cái team của mình ấy đứng top top 10 thế giới thì phải. Đây cho anh em xem luôn. Hôm đó là top 9, hôm nay là lên top 10 rồi. Top 10 hay top 10 mấy ấy. Không biết có giữ được trong top 10 hay không. Chúng ta là anh em bên Việt Nam kìa. Dream Team. Chúng ta lại quay trở lại với top 9. 223,4k cúp. Đó. Top đầu tiên là 273,5k cúp. Quái vật thật. Việt Nam đúng là siêu cầy luôn. Ok thì chúng ta sẽ kêu tập này đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Dragon City. Bye bye.